Ồ, thế mình đất mình có nhiều không? Thì có, em có 2 hectare đất đó với trời ơi, 5 công ruộng đó. 2 hectare đất, 5 công ruộng, đất ở dưới đó mắc không? Dạ 300 triệu một sào. Trời ơi, đã vậy. Em sẽ, nếu như em nào biết thương anh thật lòng, sau này về anh sẽ cắt cho 2 sào đất sang tên số đỏ luôn. Trời ơi, quá ngon đấy. Vậy 2 sào đất đã có cao su chưa? Dạ có cao su đang thu hoạch, về chỉ là lấy tiền thôi. Trời ơi, quá đã luôn. Dạ, em tạo điều kiện được. Quá tốt. Chắc sàng mình đầu tư vốn ha. Dạ. Đó mà cắt tóc còn, còn nếu như mà người đó không ưng ở quê em có thể bán 2 hectare đất đó đi xuống nhà cô đó luôn cũng được. Trời ơi. Để mua lên Sài Gòn mua nhà rồi trên Sài Gòn. 2 hectare đất đó mà giờ mà bán là nhiều tiền lắm á. Dạ khoảng cỡ 3 tỷ. Trời ơi. 3 tỷ một mẫu, 1 hectare. 3 tỷ 1 hectare, 2 hectare là 6 tỷ. Dạ. Trời ơi, 5 công ruộng nữa, 5 xào ruộng nữa. Dạ 5 xào ruộng. 1 tỷ nữa đi. Hình như là 10 mét đất đó đường. Là 7 tỷ. Dạ, mét đất đường đó 1 mét nó trị giá nó 200 triệu một mét. 200 triệu một mét. Dạ. 10 mét là 2 tỷ. Dạ. Là hồi nãy là 7 tỷ rồi, 2 tỷ nữa là 9 tỷ. Dạ. Trời ơi, quá đã luôn. Dạ dạ. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai khá là đẹp trai, phong độ, đến từ một tỉnh Bình Thuận xa xôi lên Biên Hòa Đồng Nai nhờ anh em tìm kiếm một người vợ. Và cái yêu cầu anh đưa ra tìm kiếm một người vợ tương lai cũng hết sức là khá là đặc biệt, là phải trẻ, đẹp và đặc biệt là phải sinh em bé được, đúng không anh? Dạ. Rồi thì trong chương trình ngày hôm nay liệu anh có tìm được một người theo yêu cầu của anh đưa ra hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi, thay mặt anh em xin chào anh. Dạ em chào chương trình. Anh giới thiệu chút xíu về bản thân của mình để cho mọi người cũng như quý vị khán giả biết nào. Dạ, xin trước tiên xin chào chương trình và xin chào cộng đồng mạng. Lời chào thân thương và sức khỏe. Em tên là Hồ Xuân Bảo, sinh năm 1981, sinh tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Rồi, 81 là anh năm nay 42 tuổi. Dạ. Rồi, từ Bình Thuận mình lên đây có xa không? Dạ, khoảng 770 km. Ồ, cũng không xa lắm ha. Dạ. Rồi, thế cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào? Dạ, tình trạng hôn nhân của em là từ hồi xưa đến giờ em chưa có lập gia đình và chưa kết hôn gì nào. Chưa lấy vợ luôn. Dạ. Còn trai tăng. Trời ơi, còn nguyên tem nguyên kiện luôn. Dạ. Trời ơi, đã vậy. Mà sao mà 40 mấy tuổi mà mình lại không lấy vợ? Do cuộc sống của em cứ hồi xưa em làm trên Sài Gòn rồi xong một thời gian với em về quê em làm ruộng đất ở nhà có nên em về quê em ở nhà em làm biết tới bây giờ luôn. Giờ quên. Thế là mình lo làm. Mình lo làm biết cái bây giờ quay lại mới thấy là mình già mất tiêu nên bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Nói chung là lo làm giàu. Ha, thì ở dưới đó mình làm công việc gì? Dạ, em bây giờ đây em đi cạo mũ su ở nhà đó. Dạ. Ồ, thế mình đất mình có nhiều không? Dạ có, em có 2 hectare đất đó với trời ơi. 5 công ruộng đó. 2 hectare đất, 5 công ruộng, đất ở dưới đó mắc không? Dạ 300 triệu một sào. Trời ơi, đã vậy. Em sẽ, nếu như em nào biết thương anh thật lòng, sau này về anh sẽ cắt cho 2 sào đất sang tên số đỏ luôn. Trời ơi, quá ngon thế. Vậy 2 sào đất đã có cao su chưa? Dạ có cao su đang thu hoạch, về chỉ là lấy tiền thôi. Trời ơi, quá đã luôn. Dạ. Nhưng mà cắt có sang tên thôi, nhớ sang tên đấy nha. Dạ sang tên làm số đỏ luôn. Trời ơi, coi như là quà cưới luôn. Dạ. Quá tuyệt vời rồi. Thế thì anh bây giờ 2 hết đó là một mình anh cạo hay là có nhiều người cạo không? Có một mình anh làm, anh chia đôi ra cứ một bữa làm một đường một hectare. Trời ơi. Ngày thế nào cũng đi hết. Mình thu nhập một ngày khoảng bao nhiêu? Là 600-700 ngàn một ngày. Trời ơi đã vậy. 600-700 ngàn mà ở dưới quê thì ăn xài sao hết được. Dạ không vậy chứ cuộc sống thì nó cũng bình thường thôi. Cũng không phải giống như dân thượng lưu được. Nè em nhìn giá nó hay xuống chứ mà giá đợt ngay đợt trước là nhiều lắm á, đúng không? Do kinh tế thị trường nên cây công nghiệp nó rớt giá, cây bây tiêu. Bây giờ cao su nó còn nhiêu tiền một ký anh? Dạ còn khoảng 10.000 đến 11.000 ký. Có gì em cao mà. Hồi trước nó cao. Hồi trước cao lắm hả? Dạ hồi trước tới 15-20 ngàn. Ồ, thế giờ anh sống với ai?
Bây giờ anh sống với bà già. Ông già anh chết mất 5 năm rồi. Nhà mình đông anh em không? Dạ có 6 anh chị em. Em là thứ 5. Có 3 bà chị, 2 đứa em. Bây giờ mình sống một mình một nhà luôn. Dạ, nhà với lại bà già. Nhà lớn không? Dạ lớn. Xây hồi cách đây năm 2004 mà hồi nó xây 300 triệu lắm. Trời ơi, 2004 xây 300 triệu là nhiều á. Nó bị ngang 10 mét, bị dài tới 30 mét. Trời ơi, nhà rộng vậy. Bày bằng hai cái nhà bình thường rồi. Thế mẹ mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bà mới năm nay 79 tuổi. 79 rồi, thế bà có hối mình đi lấy vợ không? Có chứ, bà chị em đồ cũng hối lắm mà do tình duyên của em nó trắc trở nên em cứ nghĩ thôi ở với bà già luôn. Nhưng hôm nay lên đây mẹ biết không? Thấy chương trình nên giờ biết chứ em cũng có nói. Mẹ nói sao? Mẹ kêu thì bây giờ cứ tìm một người thật lòng về là sống để lo làm ăn tuổi già chứ không lẽ ở vậy mình. Ừ. Thế từ trước giờ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Giờ xưa giờ có chỉ có bạn thôi. Hồi xưa em đi làm ở trên Sài Gòn á, có quen một người đó ở dưới Cà Mau là em cũng làm công nhân, rồi người đó cũng làm công nhân nên quen nhau rồi khoảng cỡ một năm á, rồi do địa lý xa xôi quá đó. Mà hồi cái thời đó hồi em còn trẻ mới 20 tuổi nữa cái mà thời đó công nghệ nó cũng không có điện thoại rồi cái mắt liên lạc cái giờ và tới giờ không quen ai luôn. Dạ không. Thế hồi đó quen cái người đó đã nắm tay chưa? Dạ có rồi chứ. Không chưa? Không không. Dạ có. Có ấy chưa? Dạ có rồi. Có luôn rồi. Dạ. Đang ở nhà rồi. Dạ không, cái người đó làm công nhân, em cũng làm công nhân mà ở nhà trọ riêng. Rồi. Thì bây giờ anh lên đây anh muốn tìm một người vợ như thế nào nè? Em tìm một người độ tuổi khoảng từ 25 đến 45 mà có điều kiện sinh con được, có khả năng sinh con. Phải sinh con được. Rồi. Còn lại là anh không cần thiết một cái gì hết, giờ chỉ sáu mấy cũng được, mà nghèo mấy cũng được, mà miễn sao thật lòng là được. Miễn sao sinh con cho anh là được. Dạ, miễn sao còn khả năng sinh con là được. Độ tuổi thì chẳng hạn như 50 mà vẫn khả năng còn, sinh sản. Còn sinh con được là cũng được. Ok. Quá tốt rồi. Không, trên chương trình này những em trẻ nhiều lắm. Anh cứ yên tâm. Bây giờ mà mình lấy vợ về á thì mình cái điều kiện kinh tế của mình khá ổn tốt. Dạ, rồi. Có nhà với lại ông già em hồi xưa ông chia cho 10 mét đất cũng ở sát bên nhà đã luôn. Mặt làm sổ đỏ riêng cho em luôn rồi. Mặt đường hả? Dạ. Thế thì nhà mình có hai cái nhà luôn. Dạ, mà miếng đất đó chưa có làm nhà. Dạ, em ở với bà già, em chưa có vợ chưa con nên ở với cái chỗ già. Đó buôn bán gì được không? Dạ được chứ, mắc thì người ta làm cái nhà sát bên nó làm quán tạp hóa nó bán. Quá, quá tuyệt. Ngon vậy. Dạ, tại vì em thì có một mình chứ nhà em có điều kiện nữa. Bây giờ thấy ví dụ một người đó đó về với mình mà không có điều kiện, anh tạo điều kiện buôn bán có được không? Dạ được chứ, nếu như người đó ấy thì em tạo điều kiện được. Quá tốt ha. Sao mình đầu tư vốn ha? Dạ. Đó mà cắt còn, hay... còn nếu như mà người đó không ưng ở quê em có thể bán 2 hectare đất đó đi xuống nhà cô đó luôn cũng được. Rồi để mua lên Sài Gòn mua nhà rồi trên Sài Gòn 2 hectare đất đó bây giờ mà bán là nhiều tiền lắm á. Dạ khoảng cỡ 3 tỷ. Trời ơi, 3 tỷ một ruộng mẫu 1 hectare. 3 tỷ 1 hectare, 2 hectare là 6 tỷ. Dạ. Trời ơi, 5 công ruộng nữa, 5 xào ruộng nữa. Dạ 5 xào ruộng. 1 tỷ nữa đi. Hình như là 10 mét đất đó đường là 7 tỷ. Dạ, mét đất đường đó 1 mét nó trị giá nó 200 triệu một mét. 200 triệu một mét, dạ. 10 mét là 2 tỷ. Dạ. Là hồi nãy là 7 tỷ rồi, 2 tỷ nữa là 9 tỷ. Dạ. Trời ơi, quá đã luôn. Dạ, dạ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đại gia thứ thiệt này. Mình lo làm quá, giờ quay lại thấy... Dạ thấy mình già mất tiêu. Em cứ bây giờ cho nên cuộc sống nó cũng định nên em muốn đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Rồi lo làm giàu nửa trái tim của mình. Lo làm giàu bây giờ quay lại cái già mất tiêu hả? Dạ. Nhưng mà mình trên đó mình không có tìm hiểu quen biết em nào trên đó hả? Dạ không, ở trên đó thì cũng ít người, bây giờ cỡ lứa tuổi với em thì có chồng có vợ hết rồi, với lại bạn bè của em hồi xưa thì giờ nó có xui luôn rồi. Sao mình không đi tám với đứa trẻ trẻ trong xóm á? Dạ không được. Sao vậy? Nó chê mình hả?
Dạ cũng không chê gì nhưng mà là mình không thích ở gần. Thế mình nhậu nhiều không? Có nhậu gì không? Dạ không, em cũng không uống rượu. Không uống luôn? Hay dạ. Là mình uống ít? Có hồi đám giỗ ông già thì có anh em đùa về thì uống một hai lon thôi chứ không uống. Không uống luôn? Dạ bị tự mang rượu uống vô nó dị ứng. Ừ, vậy tốt. Dạ. Rồi thuốc lá sao mình có hút không? Dạ có, tự em làm rẫy một mình nó buồn cho nên lay lay ăn cơm em mới hút một điếu thôi. Bây giờ mà có cô nào về đó mà cứ đi cả mũ cao su cùng với nhau, hai vợ chồng dạ, ngày kiếm 500-700 ngàn là khỏe re luôn á. Dạ rất đầm ấm. Dạ. Mà em làm hết cũng được, mình em nếu có chỉ vợ. Chỉ cần về lo cơm nước, nhà cửa là ok ha. Dạ. Mà một mình mà mình cảm thấy cả hết được luôn hả? Dạ 400 cây một bữa đi 400 cây. Mấy giờ mình dậy thì cảm? Từ từ bạn gái của em hồi xưa á, nó nói ở dưới quê của nó cũng có xu nên nó cạo tới 1000 cây luôn á. Mấy giờ bắt đầu mình cạo? Dạ khoảng cỡ 2-3 giờ sáng. Trời ơi. Đúng rồi, cạo xu phải đi từ 1 giờ sáng. Xong rồi buổi sáng về mình ngủ bù hả? Dạ từ ban ngày tới cỡ 9 giờ là mình về rồi, mình ở không mình ngủ. Là cao su nó chỉ chảy buổi tối thôi không? Dạ, ban ngày cũng được nhưng mà nó ít. Dạ nó ra càng đêm nó càng nhiều. Dạ. Càng đêm nó mát rồi. Cái cao su nó được bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em cạo được 4 năm rồi. Dạ, năm nay từ 8 năm là mở miệng là năm nay 12 năm rồi. Vậy cũng ngon. Quá trời ngon luôn. Thế anh cần mà không cần một người vợ đẹp luôn? Dạ không, 6 cũng được, sao cũng được hết nhưng mà miễn hiền. Sao sinh con là được. Đúng không? Hiền, sinh con nhanh là được. Dạ. Yeah. Quá phải, điều kiện cũng rất là dễ mà. Dạ. Yeah. Thế mình thì chia sẻ. Từ bây giờ em cũng ước mong lớn tuổi rồi nên em cũng ước mong để có gia đình rồi để lo làm ăn cho nó đàng hoàng với người ta. Mình đổi tối rồi mình không có đi uống cà phê rồi vòng vòng với bạn bè hay sao? Dạ không, em đi làm vậy là em uống hay uống buổi sáng ở cái quán sát nhà. Quán đó không có em nào trẻ đẹp hả? Dạ không, cái ông đó ông cũng lớn rồi, ông bán cà phê mà. Mình mới đi mấy quán mà có mấy em chân dài á, đi mấy quán ông già chí. Dạ không, đâu có, tụi em cũng ít đi chơi lắm. Ừ, nói chung là mình hiền. Dạ. Anh trai này khá hiền hả? Hiền. Anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? À, anh cao 1m70, nặng 58kg. Hồi xưa tới 60kg mà bây giờ đi giờ đi làm khu sâu rồi đến nó xuống cái. Đứng lên cho anh em xem nào. Phong độ ha. Đó, ngon đó, ngon lành á. Rồi ok, mời anh ngồi xuống. Cao 1m78. 70. 58. 58. Rồi lấy vợ về mà vợ vỗ mập thêm được 60kg là ngon. Dạ. Là chuẩn luôn. Thế giờ anh ở nhà ai nấu cơm cho anh ăn? Dạ bà già với tụi em cũng tự nấu cơm ăn lắm. Dạ. Tự nấu tự giặt luôn. Bây giờ cơm điện cho bà già bác bắt nấu cơm vô đó rồi về. Em về là em nấu đồ ăn đồ trong tủ lạnh. Em làm đồ ăn luôn. Dạ. Bây giờ quan trọng mình lấy vợ về mình có thương vợ không nè? Dạ, nếu như mà người nào thương em thật lòng em rất là thương vợ. Từ xưa giờ em chưa có lấy vợ lần nào nên người vợ mà em thương là em rất là thương ghê lắm. Dạ. Em sẽ nâng niu hết mực của mình. Tính tình mình có khó tính gì không? Dạ không, em cũng dễ tính lắm. Tính của em rất là đầm. Nóng tính không? Dạ không, em hiền lắm. Đầm thắm lắm. Thương người nữa. Có nhiều lúc em coi phim mà em tự khóc mình. Thấy người ta tội quá xúc động không? Dạ. Thế từ nhỏ lớn giờ mình được có bao nhiêu mối tình? Dạ thì được một mối tình hồi xưa ở Cà Mau chứ thôi. Dạ. Hồi đó làm công nhân rồi đó. Giờ không có qua tìm hiểu ai nữa hết? Dạ không. Lúc đó mới có 20 tuổi còn nhỏ xíu mà. Dạ. Hồi đó mới tốt nghiệp lớp 12 xong rồi đi lên Sài Gòn. Hồi đó chắc kinh tế mình cũng khó khăn đúng không? Dạ hồi đó thì cũng còn nghèo. Dạ. Nhưng mà hồi đó cũng đỡ rồi. So với người ta thì cũng đỡ. Hồi đó em có xe máy rồi. Ồ. Mua xe Suburban già mới tốt nghiệp 12 xong ổng kêu mua cho một chiếc xe Suburban nó lên Sài Gòn đi làm. Suburban thời đó là nhiều lắm. Cũng ngon ha. Dạ. Bà già thứ thiệt mới mua được chiếc đó chứ bộ. Thì cha mẹ em là cách mạng hồi xưa. Bây giờ má em cũng có lương thương binh bậc 3/4. Và lãnh một tháng được 5-6 triệu. Ồ, tốt. Mình đã sống. Dạ. Thế này mình xem chương trình của anh em lâu chưa? Chắc cỡ 3-4 tháng rồi. À, lâu rồi ha. Dạ. Rồi hôm nay quyết định là sao mà lên đây? Tụi em thấy chương trình này hay với lại có ý nghĩa và dễ tìm hiểu được với việc nhau. Việc thật, đúng không? Dạ. Không có sợ lừa gạt này kia. Dạ. Cái thời bây giờ nó phát triển lắm cho nên em cũng ngại. Đúng rồi, anh mà quen trên mạng nó lừa đấy. Dạ.
mất hết cả tiền lẫn tình luôn á. Dạ. Nhất là những người mà chưa trải sự đời như anh. Dạ. Bây giờ một người con gái có rung không? Dạ. Một người con gái có rung không? Dạ không, cũng bình thường thôi chứ em cũng lớn rồi mà. Kinh nghiệm cũng cuộc sống mà mình lớn 40 mấy tuổi thì mình hiểu cuộc đời. Nói chung là đứng đắn này ha. Dạ. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Không cần người phụ nữ đẹp, không cần nhà, không cần một cái điều kiện kinh tế gì hết, chỉ cần sinh con được là được. Dạ. Xấu cũng được. Có khả năng sinh con là được. Tật nguyền cũng được. Dạ. Thôi mình cứ bi quan vậy anh chi. Yeah. Mình cứ chọn cái điều kiện nó bình thường trước cái đã. Dạ. Thứ nhất nữa mình phải coi tính tình hai người có hợp hay không nữa. Dạ. Đạo đức. Bây giờ mà anh cứ mong muốn mà được người con này nó cũng khó lắm. Mình đừng có như vậy là một cái sai lầm á. Mình đừng có suy nghĩ nóng vội quá như vậy. Quan trọng phải người đạo đức nữa nhá. Chứ một người con về, tuy rằng mình có một người con thì nó lấp được cái nỗi buồn của mình, nhưng mà gặp một người không có đạo đức là anh về anh tan cửa nát nhà luôn á. Dạ. Đừng có nóng vội quá, phải tìm một người có đạo đức đàng hoàng nhá. Dạ. Yeah. Anh có biết hát hò gì không? Dạ có, em hồi xưa bạn học của em dự đám cưới của nó, em cũng có hay hát. Bây giờ anh tặng một ca khúc cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, một đoạn. Vậy, thôi. Vậy xin gửi đến cộng đồng mạng với tất cả các anh chị em đang xem YouTube, em cũng xin gửi đến một bản nhạc để dạ bây giờ em hát bản lời tỏ tình đáng yêu. Hay á, bài đó hay á. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm nồng rồi ông bướm lại hỏi nhân. Bao đô lương khô lì trần giảng anh gom vào mây. Bao dân trong đời nghèo này đưa lên phi thiền đi. Biên cương anh một tay buốt thành ánh câu hoa tranh. Đem sức trai xây biển đài gắm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn. Bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lộng lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng, đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình. Trên chiến xe thâm tình, trên chiến xe tộc hành, tình yêu em không sao đi tìm, tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày, đóng sân tay nào ai. Tia la dê chào thua nói gì đâu mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đi năm bờ quanh. Không bên Tây bên Tàu mà chuyển quê hương Việt Nam. Anh cầm đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Rồi quá tuyệt vời luôn. Anh mà hát nhạc sống là rất hay. Cái này hát nhạc không lời mà cũng khá là ngọt ngào ha. Okay. Nói chung là anh trai này là hiền thôi, chứ anh cũng mạnh dạn đó. Dám hát là cũng bản lĩnh đó chứ không phải không đâu. Dạ, anh hiền, anh hiền thôi chứ không phải là ấy đâu. Sáng giờ hôm nay mình làm tới giờ gần 12 mấy rồi. Rồi bây giờ cũng gần 12 giờ, hơn 12 giờ rồi. Thì anh em làm từ sáng giờ anh có thể thấy là mấy chục người nhá. Thì hôm nay tới lượt mình nó cũng hơi muộn chút xíu rồi, anh đừng buồn thông cảm nhá. Rồi hôm nay lên chương trình thì để kết thúc chương trình, anh có lời nào anh muốn nhắn gửi tới các chị các cô đang theo dõi video ngày hôm nay không? Dạ có, em cũng muốn gửi đến tất cả các khán giả coi chương trình với lại các quý anh quý cô là người phụ nữ. Phụ nữ là để yêu thương. Đúng rồi. Phụ nữ họ có thể sinh ra được người, còn đàn ông không sinh được, cho nên chúng ta phải yêu thương. Đúng rồi. Dạ, nói chung là ai mà lấy anh về thì anh sẽ yêu thương trọn đời. Dạ. Và sẽ chăm lo cho người đó. Dạ, dù cho hoàn cảnh có, mà xin nhắc đến, gửi đến các quý anh là nếu trong hoàn cảnh khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất, ta phải dành cho người phụ nữ, hy sinh cho người phụ nữ để được sống, mà mình phải hy sinh để cho người phụ nữ. Rồi. Rồi. Phụ nữ là luôn luôn được yêu thương, được đùm bọc, ha, được che chở. Và đó là cái ý của anh là như vậy. Rồi hy vọng là một người đàn ông thật thà, hiền lành như anh sớm tìm được một nửa yêu thương, và anh em trong đội sẽ giúp anh thực hiện điều đó.
anh cứ yên tâm nhé. Cảm ơn chương trình. Rồi hôm nay lên đây anh có cam kết cho anh em sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ đến các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, mình có đồng ý không? Dạ em rồi, thay mặt anh em cảm ơn anh nhá. Rồi chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt là sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Một mẫu người đàn ông cũng khá là đặc biệt, năm nay 42 tuổi rồi mà chưa một lần lên xe hoa, và điều kiện kinh tế thì khá ổn định đó, rất là tốt. Tôi cũng mong quý vị khán giả, những em cô nào chị nào cảm thấy phù hợp với anh trai này thì liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ ghép nôi tìm hiểu trực tiếp người thật việc thật anh nhé. Cắt 2 sào đất rồi, đúng rồi, cắt 2 sào đất có sẵn cao su, chỉ việc thu hoạch thôi, sang tên sổ đỏ luôn nhá. Rồi rất là tuyệt vời luôn. Rồi cũng cảm ơn quý vị các bạn đã đón theo dõi video ngày hôm nay, mọi người nhớ đăng ký kênh. Để cuối cùng cho em xin một nói nữa là xin đến các cô các em xem được chương trình này thì những người nào thật sự rung động và yêu thương thật lòng thì hãy đến chương trình để kết nối với anh. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Quý vị các bạn hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho câu chuyện này có góc nhìn đa chiều hơn. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Dạ, chào.